Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để chúng ta đến với một câu chuyện rất hay có tựa đề là 9 đêm chờ chết. Đây là câu chuyện của đồng hành tác giả Mạnh Ninh và Dương Huỳnh. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện hay này qua phần diễn đọc của Đinh Soạn. Mấy hôm nay ông Thảo hậm hực lắm. Trong lòng của ông cứ mãi cay cú về cái việc chuồng gà bị một kẻ trộm vào nẫng gần hết bầy gà mái mơ. Mà thật kỳ lạ, cái chuồng được đặt ở khoảng vườn mà ông mới đôn lên từ mảnh đất hoang. Vì khoảng vườn ở cách nhà quá xa, đêm hôm không có ai coi sóc, cho nên ông Thảo đã nuôi hẳn 4 con chó giữ trong đó. Thế mà thằng trộm xào trá vẫn qua mắt được 4 con chó thính nhảy và gà vẫn mất như bình thường. Mất đêm du như không có việc gì xảy ra. Đã mấy lần ông Thảo đảo chân ra đó để kiểm tra, xong gà vẫn mất dần mất mòn. Càng nghĩ ông Thảo lại càng tức anh ách. Vậy nên đêm nay ông quyết tâm phải gắn gói ra tận nơi phụng để bắt bằng được thằng ăn trộm gian manh này. 7 giờ tối, sau khi ăn xong một chén cơm qua loa, ông Thảo bảo vợ con tắt điện đi nằm, trong khi chính ông lại mò ra mảnh vườn ẩn thân trong một cái nhà kho dùng để chứa cuốc xẻng cùng mấy dụng cụ làm vườn và hé cửa chờ đợi. Từ vị trí này, ông Thảo có thể bao quát toàn bộ vườn sau. Ẩn hiện dưới ánh trăng mờ, cánh cửa chuồng gà được cột kỹ bằng một cọng dây mơ tươi. Bên cạnh đó là một cái ao tù và xa hơn là vườn dừa của gia đình bà cụ Thuấn. Ông Thảo cứ ngồi im trong đó để chờ đợi. Qua con mắt của ông, 4 con chó mà ông nuôi vẫn đang làm nhiệm vụ, đó là đảo chân đi quanh mảnh vườn canh gác. Ngồi mãi đau lưng, ông Thảo tính ngả lưng ra nằm ngay trong nền đất. Nhưng vừa ngó trước ngó sau tìm cái chiếu thì đột nhiên ông Thảo giật mình khi nghe tiếng kéo kẹt vang lên trong đêm mở trăng. Lắng tai nghe kỹ, tiếng động ấy nghe như là tiếng đưa võng, lại cũng giống như tiếng quăng gánh đang gánh vật nặng. Và âm thanh kỳ lạ đó vang tới từ bên kia hàng rào lau sậy, nơi có cái ao tù bỏ hoang rất lâu. Trong đêm mở trăng lại ở một mình, đột nhiên nghe tiếng động quái đản đó thì không ai không sợn gai ốc. Nhưng ông Thảo là chân bốc mộ trong làng, việc đi đêm về hôm đào mộ ở khu đất thánh với ông nhiều như cơm bữa, cho nên cũng được xếp vào dạng cứng bóng vía. Vì lẽ đó ông Thảo cứ trơ ra như phỗng, mặt không hề biến sắc. Lắng tai nghe thật kỹ, tiếng kéo kẹt ban nãy giờ đây đã thay bằng tiếng rào rào, hệt như có kẻ mới lội từ dưới ao lên bờ. Ông Thảo trao mày rồi lẩm bẩm: quái lạ nhỉ, cái tiếng gì mà nghe như tiếng nước thế nhỉ? Hay là có đứa nào nó lội ao sang trộm gà nhà mình theo hướng đó? Thôi đúng rồi, phen này thì mày chết với ông. Như vậy, ông Thảo chộp lấy cái đòn gánh đã chuẩn bị từ ban tối, đang đặt ở góc nhà kho, rồi mon men đi ra. Chọn một vị trí khuất sau mô đất cao, ông Thảo ẩn thân hé mắt nhìn về khoảng rào thưa. Từ khoảng lau sậy mọc sơ xác này, ông Thảo có thể nhìn thấy một phần cái ao tù đang ngập trong bèo tây. Sát bên bờ đất có một cây sung cành lá sum suê, dáng cong cong hướng ra mặt ao. Dưới ánh trăng mờ, đám lá sung mọc xanh thẫm, ken đặng đang rung rinh vì gió. Vừa ngồi xuống mô đất cao và dõi mắt nhìn sang chưa lâu, ông Thảo chợt giật mình khi thấy có một cái đèn dầu Hoa Kỳ bay là đà trên sông. Cái đèn dầu phát ra ánh sáng xanh ma mị, chậm rãi tiến đến gốc sung rồi lướt lên trên cành sung và ngọn cây. Cái đèn Hoa Kỳ dừng ở ngọn cây mấy lần rồi lại lướt xuống, mất hút trong đám lục bình rậm rạp. Ông Thảo biết ngay là bị ma nhát. Chẳng nề hà, ông tiến sát đến bên bờ lau sậy, rồi vạch quần đáy luôn ra mặt ao và cố tình chửi đầm: tiên sư cha nhà mày nha, ông không chọc ghẹo mày á, mày chọc ông là mày coi chừng đấy. Vừa chửi, ông Thảo vừa ra vẻ không sợ rồi kéo quần đi về căn nhà kho. Thế nhưng vừa quay lưng đi chưa được 3 bước thì bất thình lình tiếng nước chảy rào rào lại vang lên. Liền sau đó tiếng kéo kẹt ma quái lại diễn ra, làm trông Thảo hết hồn. Lấy hết can đảm quay lại, qua đoạn lau sậy mọc lưa thưa, ông thấy rõ một bóng người đầu đội nón,
mặc bộ quần áo tối màu, vai gánh một cái quang đang đi từ dưới ao đi lên. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, dù không thấy rõ dung nhan của kẻ đó, song ông Thảo vẫn thấy rõ làn da của kẻ đó trắng bệch, dáng đi lòng khòng và bốc mùi hôi tanh, hệt như là xác chết đang trong thời kỳ phân hủy. Bóng người gánh quang đó bước hẳn lên bờ, xăm xăm đi về hướng dừa nhà bà cụ Thuấn, rồi mất hút trong màn đêm u tối. Tiếng kéo kẹt cũng xa dần và tan loãng đi, bỏ lại ông Thảo đứng chết chân mồm méo sạch, mồ hôi vã ra lạnh toát sống lưng, cộng với nhịp tim đập như trống trận. Biết mình thực sự đã gặp ma, ông Thảo hoảng hốt đánh rơi cái đòn gánh trong tay, dùng hết sức bình sinh chạy thục mạng về nhà. Việc ông Thảo gặp ma, ông không dám hé răng kể với vợ con, vì bình thường mẹ con của bà Thảo rất yếu bóng vía. Cộng lúc đó ở bên kia căn nhà còn sáng đèn, nằm vật vã trên giường với một đôi mắt long lên sòng sọc, bà cụ Thuấn cất tiếng gầm gừ rất quái đản. Hai bàn tay khô gầy trơ xương nắm lấy cái chiếu hoa, người của bà cụ gồng cứng, cơ mặt đanh lại, bọt dãi chảy đầy ra hai bên mép. Chỗ vết thương lên đỉnh đầu được quấn bằng một lớp băng trắng, máu rủ theo đó mà rỉ ra, bốc lên một mùi tanh nồng. Thứ mùi hôi hám đó gặm cơn gió nồng tháng 7 âm hồn, không cách nào tan loãng đi được. Vô hình chung làm cho căn buồng chật chội, nơi chôn bà cụ nằm chờ chết thêm phần bức bách. Ngồi bên cạnh giường mẹ, bà Hằng lúc này khóc ngằn ngặt, đưa bàn tay của bà nắm lấy cổ tay trơ xương của mẹ. Đứng ngay bên đầu giường, đám con trai của bà cụ lo lắng nhìn nhau, sắc mặt của ai nấy đều dấy lên một nỗi kinh sợ. Sự không ai nói ra nhưng mà sự hoang mang ấy vẫn bày rõ trong từng ánh mắt. Nằm trên chiếc giường che ọp hẹp, bà cụ rên rỉ bằng thứ âm thanh khào khào thắc nghẹn. Đôi mắt vẫn dõi đăm đăm về con cháu như mang đầy thù hận. Bà cụ Thuấn năm nay tròn 90, ở cái làng này độ tuổi ấy đã gọi là hiếm lắm. Ông cụ Thuấn rời bỏ trần thế sau một vụ tai nạn bẹp đầu vì xe công nông cán, bỏ lại bà cụ bơ vơ trên trần thế đã 50 năm nay. Một thân một mình tần tảo nuôi con, bà cụ Thuấn không đi bước nữa, dù dạo đó có lắm lời ông tiếng ve đánh tiếng muốn cưới bà. Ông Lâm là con trai lớn, năm nay đã 60, đã lập gia đình và có cháu nội, hiện đang sống trong căn nhà ở đầu làng. Ông Thủ là con thứ hai, năm nay tròn 58, mới ly dị vợ được độ mấy năm nay, hiện đang sống cùng con trai trên thành phố. Bà Hằng là con gái út lấy chồng ở Mạn Nam Định và ít khi lui về nhà. Sau khi ông cụ Thuấn mất và con cái đều đã đầu hai thứ tóc, bà cụ Thuấn vẫn ở lại căn nhà xưa cũ trong góc làng. Rồi đã nhiều lần đám anh em của ông Lâm ngỏ ý đón mẹ ra nhà để tiện bề chăm sóc, thế nhưng lần nào bà cụ cũng lắc đầu từ chối. Gia cả là như vậy, song bà cụ khỏe mạnh lắm. 90 tuổi mà người làng vẫn thấy cảnh bà cụ bị bõm bơi sông để mò ốc, có khi lại thấy bà cụ vạch bờ bắt cua vào những trưa hè nắng chang chang. Giờ mưa dãi nắng là như vậy mà chẳng bao giờ người ta thấy cụ phải thuốc thang gì cả. Chẳng phải gia đình của bà cụ nghèo đói quá mức, thậm chí gia đình của bà cụ còn giàu nứt đố đổ vách, nhưng có lẽ cái số trời đầy bắt bà cụ phải như vậy mà thôi. Về mà đùng một cái bà cụ hấp hối, đứa chắt nổi đem cơm vào cho bà cụ ăn trưa, thì bà cụ nằm lăn cành ở sân giếng, đầu rỉ máu ra. Đứa chắt hoảng quá gào ầm lên, song chẳng ai nghe thấy, vì căn nhà của bà cụ Thuấn nằm khá xa xóm làng. Căn nhà nằm lọt thỏm giữa mấy sào đất trồng toàn dừa, cho nên chẳng ai nghe tiếng gào của đứa bé. Mà đến 20 phút sau, khi đứa bé đạp xe về báo cho gia đình thì ông Lâm mới hay tin. Con cháu trong nhà cuống cuồng đưa bà cụ đi viện. Lên đến nơi thì bác sĩ lắc đầu trả về. Cú trượt chân tai hại đó làm cho bà cụ nằm liệt giường chờ chết. Tính đến hôm nay đã là ngày thứ 9. Suốt 9 ngày nằm trên giường, bà cụ Thuấn có những biểu hiện rất lạ. Ngược dòng thời gian trở về 9 ngày trước, ngày đầu tiên khi bà Hằng nằm trông mẹ, bà cụ đã kêu gào vùng vẫy: "Thả tao ra, sao tối thế này?" Bà Hằng hoảng quá vội bật đèn sáng lay mẹ của mình dậy.
Đám anh em con cháu trong nhà cũng lao vội sang. Ông Lâm sốt sắng bảo: Mẹ ơi, con Lâm đây. Mẹ làm sao thế mẹ? Bà cụ Thuấn lúc này thều thào đáp: Nó túm cổ tao, đưa tao đi trong cái xe ngựa tối lắm. Tao sợ quá chúng mày ơi, nó đánh tao đau lắm. Anh em ông Lâm thẳng thốt nhìn nhau, xong ai cũng nghĩ mẹ mình đổ bệnh, mơ mộng linh tinh cho nên lại thôi. Ông Lâm dụng em gái đi ngả lưng, ông túc trực bên cạnh mẹ của mình. Đêm thứ hai là một đêm mưa gió ẩm ẩm như chút nước. Đám anh em của ông Lâm lại bị tiếng gào thét kinh hoàng của mẹ đánh đập. Tiếng gào thê thảm đó nghe rất rùng rợn, át đi cả tiếng sấm trời. Và thật khó tin khi nó được phát ra từ một người đã tròn 90 và đang lâm trọng bệnh. Hỏi ra thì bà cụ thều thào nói trong tiếng thở đứt hơi: Chúng nó đánh tao, chúng nó đánh tao. Đám anh em của ông Lâm cố gắng gặng hỏi, xong bà cụ chỉ lắc đầu, hai mắt trừng trừng với nỗi khiếp đảm không thể nào che giấu. Đêm thứ ba trời mưa tầm tã hơn đêm trước, sấm giật từng tràng ầm ầm, chớp xé từng ánh sáng rực và mưa tạt rằn rạt vào mái ngói rêu phong. Ở bên trong nhà, đám anh em của ông Lâm mở đèn sáng trưng, ai nấy đều hồi hộp chờ đợi. Hai đêm trước cứ tầm 3 giờ sáng là bà cụ gặp ác mộng, vậy mà đêm nay đám anh em của ông Lâm lại bảo nhau thức canh xem có sự gì diễn ra hay không. Nhìn ngón đồng hồ đất điểm sang 2:50 sáng, thế em gái của mình là bà Hằng đang gật gù. Ông Lâm thưng tỉnh rồi bảo: Cô sang buồng bên ngủ đi, để anh em tôi với lại chú Thủ trông mẹ được rồi. Bà Hằng mệt mỏi lắc đầu, đôi mắt âu sầu dõi vào gian trong nơi bà cụ đang nằm. Qua cánh cửa buồng, bà thấy lồng ngực của mẹ mình đang phập phồng đều đặn từng nhịp, chứng tỏ là bà cụ vẫn ngủ say. Sớm đã ngừng đánh, chớp đã thôi chói lòa, mưa cũng ngừng rơi, gió đã bớt thét gào, chỉ còn tiếng mấy tàu lá dừa cọ vào nhau xào xạc. Cùng lúc đó, bên ngoài ngõ có cha con của ông Ngạc đang khoác áo mưa tìm đến nhà. Xét theo quan hệ họ hàng, ông Ngạc phải gọi ông Lâm một tiếng chú xưng cháu. Mới tiến đến cánh cổng đang đưa tay mở then, chợt con trai của ông Ngạc sững người, đứng chôn chân tại chỗ. Thế con của mình tần ngần không vào, ông Ngạc liền giật mình rồi hỏi: Thiên, sao không vào đi, con đứng được ra đó làm gì con? Bố ơi, bố xem có ai đó đang gánh hai cái thùng gì kia. Ông Ngạc dõi mắt nhìn theo hướng con trai vừa chỉ, mới ngó đến hướng ấy. Ông giật mình khi thấy bóng của một người đội nón, trên thân mặc một bộ đồ túi màu, trên vai có một cái đòn gánh. Hai bên đầu quang gánh có hai cái thùng nom khá nặng nề. Ông Ngạc khẳng định như vậy vì ông có thể thấy cái đòn gánh cong xuống theo mỗi nhịp bước đi. Dáng dấp ấy xem ra là đàn ông, song tướng đi lại nhanh thoăn thoắt. Trong giây phút thoáng qua, ông Ngạc mơ hồ cảm nhận bóng đàn ông ấy đi rất nhẹ, hệt như là lướt đi trên mặt đất lầy lội vậy. Thế nhưng vì khoảng cách từ cổng đến cái giếng cạnh cầu ao quá xa, thêm việc gặp đêm tối trời, bóng của người đó lại đội nón lá sùm sụp, nên nhất thời cha con của ông Ngạc không nhận ra đó là ai. Chỉ thấy bóng dáng quăng gánh đó đi về hiên nhà, tiến thẳng vào căn buồng bên trái. Chú Lâm ơi, cháu Ngạc đây. Ông Ngạc gọi với theo, xong người kia đã biến mất ở góc khuất. Cho rằng anh em ông Lâm đang làm gì đó, ông Ngạc cũng không hơi đâu bận tâm thêm, dù trong lòng còn bao nhiêu thắc mắc mơ hồ. Ông hối con trai của mình đi vội vào sân vì trời là bắt đầu đổ mưa lắc sắc. Cùng lúc đó ở trong nhà, đồng hồ vừa điểm 3 giờ sáng thì bên trong buồng tiếng của bà cụ Thuấn lại gào lên thất thanh. Tiếng gào ấy vang lên lớn lắm, làm hai cha con của ông Ngạc hoảng hốt cực lại. Túi cam trong tay của Thiện đánh rơi bịch xuống nền nhà. Bên trong buồng, anh em ông Lâm đã vội vàng đánh thức mẹ dậy. Tiếng của ông Thủ thẳng thốt cất lên khi thấy mẹ mình đã trợn trừng mắt. Mẹ sao thế này? Tỉnh dậy đi mẹ ơi, con Thủ đây. Nằm thất thần trên giường, gương mặt của bà cụ Thuấn xanh như tàu lá chuối, vết thương trên đỉnh đầu cắn bù đau nhức. Một đám dịch vàng thấm qua tấm băng trắng, rỉ ra một chất dịch tanh tanh như cá ươn. Bà cụ bày rõ nét khiếp đảm trên gương mặt, đôi tay khô gầy khoắp lại trước ngực.
Toàn thân của bà cụ không ngừng run lên từng cơn, ánh mắt như là hít hồn phách, với hơi thở hổn hển như người vừa chạy vội trên một quãng đường dài. Ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay của mẹ, bà Hằng lúc này hoang mang khi thấy da rẻ của mẹ mình lạnh như ngâm đá. Bà cụ vẫn không ngừng run lên với những tiếng nấc cụt. Mấy giây sau, khi mà cơn hoảng sợ đã đi qua, bà cụ thuấn thều thào khó nhọc. Bà cụ nói không tròn chữ, phải khó khăn lắm đám anh em của ông Lâm mới dịch nghĩa được. Nó đánh tao, nó kéo tao đi, đau lắm, sợ lắm. Thế nhưng gặng hỏi xem nó là ai thì bà cụ nhất định không nói, chỉ tiếp tục bày ra nét kinh sợ không thể nào che giấu. Đang hoang mang đứng nhìn nhau, cha con của ông Ngạc vào đến nhà. Nghe tiếng hắng giọng ông Lâm và ông Thủ vội đi ra. Ông Lâm cất tiếng hồ hởi: "À, cha con nhà Ngạc đó hả? Về làng bao giờ thế?" Cha con của ông Ngạc vội vã tháo áo mưa treo lên cái đinh trên vách, phủi qua đám nước mưa còn bám trên vạt áo. Ông Ngạc cùng con trai ngồi xuống ghế. Ông Ngạc vừa xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh vừa đáp: "Nghe tin bà đổ bệnh cho nên là cha con cháu tất tả đặt vé máy bay về đây. Mới về đến nhà lúc 2 giờ sáng qua thăm bà liền đó. Bà sao rồi, tình hình thế nào?" Ông Thủ rót nhanh hai cốc trà nóng đẩy cho cha con ông Ngạc rồi đáp thay lời của anh: "Bà yếu lắm rồi. 3 ngày nay các cô chú phải túc trực ở đây. Sự là lần này nặng lắm. Hai cha con uống chén nước cho nó âm bụng đi. Mưa gió gì mà 2 ngày nay rầm rề thế." Thiện đón lấy chén nước rồi nhấp một ngụm, ngó mắt nhìn vào gian buồng. Thiện hỏi bằng giọng buồn: "Cô đang ngủ chưa hai âm?" Ông Lâm châm vội điếu thăng long, khẽ đảo mắt nhìn ông Thủ rồi ậm ừ bảo: "Cô mới tỉnh táo được có một chút rồi lại ngủ rồi. Bà Hằng bà đang trong đó chăm cụ. Thế độ dày cháu về được mau lâu?" "Dạ cứ khoảng nửa tháng. Tình hình nông trường ít việc nên là cũng không vội ông ạ." Sực nhớ ra cảnh tượng ban nãy, Thiện lúc này hồ nghi hỏi: "Thế đêm nay chỉ có 3 người trông cụ hả ông?" "À, ban ngày thì các bà các thím trong họ của mình trông nom, đêm thì anh em ông túc trực bên cụ. Cụ ốm lắm rồi cho nên từ tối tới giờ ba anh em một bước không có dám rời." "Sao vậy?" "Ờ, thế ban nãy ai gánh cái thùng gì mà lạ vậy ạ?" Ông Ngạc cũng bày ra một nét hoài nghi trong ánh mắt. Ông Lâm nghe thấy cháu của mình hỏi như vậy thì tự vấn: "Mày bảo sao, ai gánh thùng?" Ông Ngạc đỡ lời của con: "Bà nãy đến gần cầm cha con cháu thấy có bóng của đàn ông gánh hai cái thùng gì đó đi từ hướng cầu ao đi lên. Cháu thì cháu nom không có rõ mặt, nhưng mà cái răng ấy đích thị không phải là hai chú. Người ấy đi lên hàng hiên đi thẳng vào hướng buồng của bà. Thế trong nhà ngoài cô chú ra thì không còn ai sao ạ?" "Làm gì có ai. Có chắc là cha con của mày nhầm lẫn không?" "Sao lại nhầm lẫn được chú? Rõ ràng cháu còn nghe tiếng kéo kẹt của đòn gánh cơ mà. Cháu còn gọi với theo nhưng mà không thấy tiếng đáp lại. Sau đó cháu mới hối thẳng Thiện đi vội vào trong sân. Bây giờ xét ra chẳng phải chú hay là chú Lâm. Cái dáng ấy nom lạ lắm." Thiện cũng vội gật đầu xác nhận, nhưng anh em của ông Lâm vẫn một mực phủ nhận. Ngồi thêm một lúc, hai cha con của ông Ngạc xin phép ra về, hẹn sáng mai sẽ sang. Tiến khách ra tận cầm, ông Lâm không khỏi thắc mắc trong lòng. Nhưng mà nếu lời cha con của ông Ngạc nói là sự thật, vậy thì bóng người gánh thùng đó là ai? Phải chăng sau khi cái bóng ấy xuất hiện thì mẹ ông mới bắt đầu mơ thấy ác mộng? Nhưng mà rõ ràng ba anh em ông trong đèn ngồi trong nhà mà làm gì có thấy ai. Sau cùng ông Lâm cũng tặc lưỡi cho rằng cha con của ông Ngạc quáng cả mà thôi. Màn đêm mon men đập đến khi dáng chiều tàn đỏ ối đã dần tàn lụi. Đó là đêm thứ tư bà cụ Thuấn nằm liệt giường chờ chết. Lúc này bên trong căn nhà đã mở sáng đèn, chỉ có bà Hạnh cùng người con dâu của bà túc trực chăm sóc bà cụ Thuấn. Đám anh em của ông Lâm phải tầm một tiếng sau mới tới thay ca. Bà Hạnh là dâu lớn trong nhà, theo thông lệ sẽ chăm sóc mẹ chồng vào ban ngày để anh em ông Lâm nghỉ ngơi. Lúc ấy đang dọn dẹp trong buồng, bà Hạnh ngó ra gian ngoài ngồi rồi lên tiếng rủ đứa con dâu tên Nhàn: "Nhàn ơi, gần 6 giờ rồi, chắc là đám chu thủ sắp qua đây. Con đi nấu nhanh cho mẹ nồi nước nóng để mẹ lau rửa qua cho bà kẻo muộn."
Nhàn đang quét nhà nghe thấy mẹ chồng nói thì vâng dạ, dừng tay chổi, tiến vào gian buồng ở hí đối diện. Nhàn lấy cái xoong gang đã bám bụi than đen xì, đi thẳng ra giếng lấy nước. Cái giếng này nằm ở gần cuối vườn, cách mé ao tù không xa, là nơi mà lúc còn khỏe mạnh bà cụ Thuấn hay lấy nước tắm giặt và ăn uống. Bà cụ Thuấn giàu sang nứt vách, song tính tình kẹt xì ki bo. Đã mấy lần đám anh em của ông Lâm bảo bà nên thắp nước máy, thế nhưng bà cụ nặng nặc không chịu, lấy lý do là tốn tiền. Vì vậy nguồn nước duy nhất để đáp ứng việc ăn uống tắm rửa đều từ cái giếng này mà ra. Vì giếng chưa được lắp đặt máy bơm, mà thay vào đó là dùng cầu mốc lên, cho nên tính ra khá cực nhọc. Cái giếng này xây từ khi bà cụ Thuận về làm vợ ông Thuấn, tính ra có niên đại ngót nghét 70 năm. Giếng xây bằng đá ong, thành giếng không cao và không hề có rào chắn như bao giếng nước trong làng. Giếng sâu tầm 15 mét, lòng giếng tối đen thăm thẳm vì ánh mặt trời không thể soi xuống, và cùng vì bị đám tàu dừa che mất phần nào. Rồi như có ai vô tình trượt chân xuống thì nếu không có người biết, chăng chết đuối ở dưới đó. Đặt cái xoong ngang ấm muội than xuống sân giếng rêu xanh đã bám kín, Nhàn với lấy cái gầu cao su, buông tay ném xuống dưới lòng giếng. Cái gầu vừa ném xuống chợt Nhàn giật mình khi nghe tiếng bẹp vọng lên. Nhàn tò mò rồi tự hỏi, quái lạ, ở giếng có cái gì vậy chứ? Nhàn gần nhẹ sợi dây thừng rồi lật gầu múc sang một bên thì không thấy nữa. Bỏ qua thắc mắc, Nhàn bặm môi kéo gầu nước lên. Tiếng nước rơi ào ào kèm với tiếng dây thừng ma sát với còn lắc xít lên từng tiếng két két. Lúc gầu nước vừa lên đến miệng giếng thì Nhàn vội vàng giơ một tay bịt chặt mũi, vì từ miệng gầu bốc ra một mùi thối khắm tởm lợm, hệt như là mùi cấp chết 3 ngày. Và điều làm cho Nhàn bất ngờ hơn, đó là trong lòng gầu có một cái nón mê dắt vào bên trong. Cái nón mê ấy rách nát thảm hại, một mảnh vải màu tím được cột chặt vào ngay bên quai. Nhàn nhăn hết mặt mày, đổ luôn gầu nước xuống sân giếng rồi tiện chân đẩy cái nón ra, mồm lẩm bẩm, sao lại có cái nón dưới lòng giếng thế chứ? Thắc mắc là như vậy, song Nhàn cũng chẳng quan tâm thêm. Cô tiếp tục quăng cầu xuống đặng lấy nước tắm cho bà nội. Thế nhưng mà 2-3 lần kéo lên, thứ nước trong lòng cầu đều bốc mùi thối Nhìn kỹ dưới ánh đèn máng gần sân giếng thì thấy có một lớp váng mỡ màu vàng nổi lên. Đang đứng im thắc mắc thì bà Hạnh từ trong hàng nghiên bước lại. Thế con dâu đứng thẫn thờ, bà tò mò, Nhàn ơi, làm cái gì mà đứng như tượng thế con? Nhanh nấu nước để mẹ con tắm rửa cho bà. Nghe tiếng của mẹ chồng, Nhàn giật mình quay lại rồi gọi với, mẹ ơi, mẹ ra đây mà xem này, cái giếng nó làm sao mà nước thối hoắc lên đấy? Con bảo cái gì, sao lại thối? Ban nãy mẹ lấy nước ở dưới vẫn thấy trong vắt cơ mà. Nhàn nâng cái gầu còn sót một ít nước lên để mẹ chồng xem. Thế nhưng mà mới giơ cái gầu lên, Nhàn chợt giật mình khi thấy một mùi hôi thối đã biến mất. Màu vàng xỉn của chút nước còn sót lại trong lòng gầu đã biến mất, thay vào đó là thứ nước trong vắt như mọi ngày. Ngó vào trong lòng gầu, bà Hạnh liền ngơ ngác. Ồ hay, con quáng gà nhìn nhầm hả Nhàn? Nước vẫn trong vắt thế này có mùi gì đâu. Chính Nhàn cũng đang hết sức ngạc nhiên, tại sao trong chớp mắt nước giếng lại không hề có màu sắc và mùi vị kinh tởm như ban nãy. Nhàn ú ớ không biết giải thích thế nào. Sực nhớ đến cái nón mê trong lòng gầu ban nãy, Nhàn lúc này vội nói, sao lại lạ vậy chứ? Ban nãy ngoài cái thứ mùi kinh khủng ấy, con còn kéo lên cả một cái nón mê mà. Bà Hạnh liền nghi hoặc, con bảo sao, cái nón mê dưới lòng giếng đó hả? Nhàn gật đầu vừa quay lại đằng sau vừa vội nói, vâng ạ, con đổ nó ở... Lần thứ hai Nhàn há hốc mồm vì ngạc nhiên. Mới mấy phút trước chính tay của cô đổi cái nón ra nền sân giếng, vậy mà thoát cái nón mê đã biến mất. Biến mất hệt như chưa từng xuất hiện. Thế con dâu cứ nghệt mặt ra, bà Hạnh lúc này thở dài rồi bảo, chắc là chăm bà cả ngày mệt cho nên con nhìn gà hóa cuốc. Thôi, lên nhà trên quét nhà đi để mẹ còn nấu nước cho. Nhàn thất thểu đi lên nhà trên với bao thắc mắc trong lòng.
cầm cây chổi quét nhà lên tay. Nhàn cứ nghĩ mãi. Ở ngoài sân giếng, bà Hạnh nhanh tay múc lên một gầu nước mát trong, đổ vào trong xong rồi bê vội lên bếp. Bà đi rất nhanh nên không hề nhận ra ở mé ao tù có một cái nón mê đang dập dềnh trên mặt nước. Thoát cái, một bàn tay xanh xao ở dưới thò lên túm lấy cái nón mê và kéo tuột xuống. Cái nón chìm nghỉm xuống đáy nước lạnh, để lại vài bọt sóng lăn tăn nổi lên và tan đi. Trong khi bà Hạnh đang nhóm bếp thì ở trên nhà, Nhàn vẫn còn đang đứng được mặt. Phải mấy giây sau khi mà tiếng tàu dừa cọ xào xạc vào nhau vì gặp cơn gió mạnh mới làm cho Nhàn sực tỉnh. Buông một tiếng thở dài, Nhàn khom người, đôi tay chậm chậm đưa từng nhát chổi lượt quẹt. Nhưng chưa quét được bao lâu, chợt Nhàn giật mình khi nghe tiếng kéo kẹt vang lên từ ngoài sân. Màn đêm đã mon men phủ kín khoảng vườn trước mặt. Từng đám tàu dừa rũ xuống, dưới ánh trăng non mấy nhú nom như hàng trăm cánh tay ma quái trực chờ vô lý Nhàn. Nhàn đứng lặng người lắng tai nghe, tiếng kéo kẹt càng lúc càng lớn hơn và gần hơn. Nhàn tiến thẳng ra ngoài cửa ngó về hướng phát ra tiếng động, nhưng chẳng thấy ai. Đột nhiên một làn gió mang theo cơn lạnh kinh người sộc vào làm cho Nhàn chơi với hoảng hốt. Cái chổi rơm trong tay rơi hẳn xuống nền nhà. Nhàn thấy cơ thể của mình run lên, cộng với đó là một nỗi sợ mơ hồ dấy lên trong đầu, không cách nào dập đi được. Hoảng hốt lùi lại, Nhàn đưa hai tay ôm chặt người và bàng hoàng khi nghe thấy tiếng kéo kẹt rất lớn vang lên bên tai. Thanh âm đó chỉ dừng lại ở bên trong buồng, nơi bà nội chồng cô đang nằm liệt ở đó. Trái tim của Nhàn đánh giật thót một tiếng, lấy hết can đảm còn sót lại của một trái tim chuột nhắt. Nhàn mon men tiến lại gần cửa buồng, rồi vén tấm zero nhìn vào bên trong. Mới ngó mắt nhìn vào, Nhàn kinh hãi thét lên rồi cắm đầu chạy thục mạng ra ngoài cửa. Vì quá cuống cho nên chân của Nhàn vấp phải cắn chổi, khiến cô ngã rúi rụi. Mặt cày xuống nền hiên làm rớt máu cả một bên gò má. Đang châm thêm củi vào bếp lò, thế con dâu gào ầm cả lên rồi ngã lộn cổ ở hiên. Bà Hạnh thẳng thốt chạy ra. Nhàn cũng vùng dậy chạy như ma đuổi xuống bếp. Vì không để ý cho nên hai mẹ con đâm sầm vào nhau. Bà Hạnh chới với ngã ngửa ra đằng sau, trong khi con dâu của bà đang ôm bà chặt cứng. Vội vã ngồi dậy, bà Hạnh nhăn mặt rồi rên lên bằng một giọng trách cứ. Nhàn, con làm cái gì mà chạy như ma đuổi thế? Nhàn mặt mày xanh nét, hai hàm răng va vào nhau lách cách với ánh mắt dại hẳn đi vì mất vía. Cứ ú ớ, cứ nào cũng không thốt thành lời. Thế con dâu của mình lạ quá, bà Hạnh vội vàng dìu Nhàn vào trong bếp nơi có lửa nóng rực. Cảm giác lạnh lẽo trong Nhàn đã vơi đi phần nào sau nỗi hoảng sợ như được nhân lên gấp đôi. Chờ cho con dâu bớt run rẩy, bà Hạnh lúc này vô tay con rồi hỏi. Con làm sao vậy Nhàn? Con làm cho mẹ sợ chết khiếp đi được. Nhàn bấu lấy tay của mẹ chồng, hai mắt đăm chiêu nhìn lên nhà trên. Người vẫn run lẩy bẩy, run sợ từng cơn không ngớt. Nắm chặt bàn tay mẹ chồng, bàn tay của Nhàn thì lạnh toát như nước đá. Nhàn thở hổn hển rồi bảo. Mẹ ơi, mẹ lên nhà trên xem có ai ở trong buồng của bà không? Bà Hạnh không hiểu con dâu của mình đang nói gì cả. Chỉ thấy từ ngày về làm dâu, chưa khi nào Nhàn bày ra một bộ dạng khiếp hãi như vậy. Bà vừa vỗ tay an ủi con dâu rồi vừa hỏi. Con bảo cái gì? Trong buồng của bà làm gì có ai? Nhà có mỗi mẹ với con thì làm gì có người nào được chứ? Nhàn mặc kệ vết thương đang rớm máu trên gò má rồi đáp trống không. Một người đội nón. Bà Hạnh cũng ngạc nhiên. Người đội nón nào? Dứt lời, bà Hạnh bước nhanh ra cửa bếp, bởi vì bà cũng cảm thấy hơi lo, ngồi run lên bên cạnh bếp lửa. Nhàn lúc này nói với mẹ, nhanh lên xuống với con đi. Rồi Nhàn trố mắt mà nhìn theo, hồi hộp chờ đợi. Chừng 10 giây sau, bà Hạnh bước hẳn vào trong buồng nơi mẹ chồng đang nằm riêng gì. Bà ngó quanh buồng, áp mặt xuống đất nhìn hết cầm giường, rồi lại đảo chân sang bên kia căn buồng đối diện, nhưng mà không hề thấy người nào trong nhà. Bà bước hẳn ra bậc thềm, cố dõi mắt nhìn về phía cổng vì màn đêm đã phủ xuống kín mít. Một lát sau thì bà vội xuống bếp nơi con dâu đang ngồi rồi thở dài vào.
Làm gì có ai trong nhà của mình đâu. Con có nhìn gà hóa quốc không hả Nhàn? Sợ bà ngồi xuống nhìn con dâu bằng một ánh mắt ngờ vực. Nhàn nói bằng một giọng bất lực. Mẹ ơi, rõ ràng con thấy có bóng người đội nón phải gánh hai cái thùng đang đứng lù lù cạnh giường và cúi nhìn bà nội. Đúng rồi, đúng lúc ấy thì bà nội rên lên rất to đấy mẹ. Mẹ cũng nghe thế mà phải không? Bà Hạnh liền ngắt lời của con. Có, mẹ có nghe rõ mồn một mà. Thế nhưng mà mấy hôm nay á, bà con đổ bệnh nặng, có ngày nào mà không có rên đâu. Mẹ thì mẹ đoán là dạo này á, mày có mang, cơ thể suy nhược cho nên mày mơ mộng linh tinh. Chứ cứ cho rằng là có người đứng trong buồng đi, thì thoát cái thì nó biến đi đâu nhanh vậy được. Buồng trong buồng ngoài, cả chân giường giường hộc tủ mẹ đều kiểm tra, làm gì có ai. Họa chăng chỉ có ma. Nhàn càng kinh sợ hơn. Qua những lời của mẹ chồng vừa nói thì rõ ràng là ma chứ không phải là người. Nhàn định nói gì đó nhưng mà tiếng nói chuyện lao xao đã vang lên nơi đầu ngõ. Cổng tiếng then cổng bằng sắt vang lên. Bà Hạnh ngó đầu ra ngoài rồi dặn. Bố mày với cô chú và trông bà đấy, nhớ là với việc này không có được kể cho anh nghe. Bố mày là chú ghét đứa nào kể chuyện ma tà quỷ quái đấy. Nhàn cố nén nỗi sợ rồi vâng dạ theo mẹ đi ra. Mới thấy mặt của vợ, ông Lâm lúc này sửng sốt. Chết thật, bà làm cái gì mà quần áo dính đầy đất cát thế này? Bà Hạnh ngầm mừ mấy giây rồi đáp. Con bé Nhàn nó cùng tôi ra sân giếng múc nước để tắm cho mẹ. Sân trơn quá nên con bé nó mất đà nó ngã. Tôi ngã theo, không có gì đâu ông ạ. Ngó sang thấy con dâu rớm máu bên gò má, ông Lâm thẳng thốt. Chết thật đó, ngã xước hết cả mặt mũi. Thôi từ mai con ở nhà đi, cái việc chăm bà cứ để cho bố mẹ với cô chú lo. Con đang bụng mang dạ chứa, xui rồi có bể gì thì chết. Thôi bà với con về đi. Nhàn liếu nhíu vâng dạ, đoạn cùng mẹ chồng đi ngay. Đi được mấy bước bà Hạnh sực nhớ ra bè nói với. Tôi còn chưa tắm cho mẹ đâu, nước ở bếp mà sắp sôi rồi đó. Ông Lâm gật đầu rồi xua tay cho vợ về, trong khi anh em của ông quay vào nhà để ngồi. Để việc tắm rửa cho em gái là bà Hằng đảm trách. Trên đường về ngôi nhà ở đầu làng, Nhàn vẫn run lên từng cơn vì sợ. Đi sóng đôi bên con dâu, bà Hạnh nói thêm mấy câu trấn an rồi ngối con đi nhanh hơn vì trời quá tối. Cái đèn pin soi xuống mặt đường loang loáng nước vì cơn mưa ban chiều làm con đường đất thêm phần lầy lội. Quay trở lại với anh em ông Lâm cùng với người mẹ già đang nằm chờ chết trong buồng. Đã là ngày thứ tư từ khi bà cụ Thuấn bị bệnh viện trả về. Ba đêm trước đêm nào bà cụ cũng rên rỉ kêu la, có lúc lại bật dậy vì quá hoảng sợ. Và trong suốt ba đêm đó, bà cụ không hề ăn được thứ gì. Đến bữa chỉ thều thào nuốt được mấy thìa nước cơm. Người bệnh thêm việc không ăn uống được, thành ra là bà cụ vốn đã gầy nên đã biến thành cái xác ve. Mặt của bà cụ hóp lại, đôi mắt lồi tướng khỏi chầm, hàm răng cài mã như là nhô ra, với tiếng thở khò khè như hen suyễn. Vậy mà đêm thứ tư này, khi con gái mới tắm rửa cho xong, bà cụ đột nhiên bấu lấy tay con gái là bà Hằng. Bà cụ ốm yếu sức lực chẳng là bao, mà cú bấu này mạnh quá làm cho bà Hằng đau đớn rên lên khè khẽ. Thế mẹ của mình mấp máy môi nói một điều gì đó, bà Hằng ghé sát lại nghe thì chỉ nghe thấy đúng ba từ. Thế nhưng mà giọng nói của bà cụ Thuấn đêm nay nghe xa lạ, nó cứ khào khào như giọng của đàn ông. Cho tao ăn. Bà Hằng ngồi thẳng dậy, ánh mắt reo vui nhìn mẹ của mình rồi gật đầu, vội vã bưng chậu nước bẩn ra ngoài. Thế hai người anh trai đang ngồi hút thuốc với vẻ mặt âu sầu, bà Hằng mừng quýnh rồi bảo. Hai bác ơi, bố có vẻ tỉnh đấy, bố đòi ăn. Nghe điều ấy, vầng trán của ông Thủ khẽ giãn ra vì mừng. Riêng ông Lâm thì lại bày ra một nét ưu tư trầm mặc. Ông đảo mắt vào trong buồng rồi lại nhìn hai người em thở dài. Thế là chết rồi, hồi quang phản chiếu đấy. Cô chú có biết ngọn đèn cầy không? Khi mà cháy sắp tàn, ngọn đèn nó sẽ phực lên cháy rất là đượm. Bố mình ốm liệt giường liệt chiếu, bỏ ăn mấy hôm nay, bây giờ lại đòi ăn thì e là... Ông Lâm bỏ dở câu nói rồi lại tiếp. Mấy hôm nay anh em mình phải để mắt đến mẹ kỹ hơn. Sinh có hạn tử bất kỳ,
nhất định phải xem mẹ mất giờ nào để còn lo tang sự lúc nhập mộ và cúng kiếng. Hai anh em của ông Thủ nghe anh nói như vậy thì thấy lòng của mình trùng xuống. Dẫu vậy bà Hằng vẫn thất tả đi nấu cơm cho mẹ của mình ăn. Tầm nửa tiếng sau mâm cơm tươm tất được bưng lên. Hai anh em của ông Lâm cũng vội theo em gái vào trong buồng. Mới bưng mâm cơm đi qua cửa buồng, bà Hằng giật mình kêu lên một tiếng ối. Cũng may mâm cơm không đổ ụp xuống đền nhà. Hai anh em ông Lâm hoảng hốt ngó vào rồi cũng giật mình đánh thót. Bên trong gian buồng mở tối, trong tấm mùng trắng đục còn buông rủ. Bà cụ Thuấn đang ngồi xếp bằng, mái tóc bạc rũ ra hai bên. Bà ngồi thù lù im ắng như một bóng ma. Ông Lâm vội vàng bật sáng ngọn đèn 40W trong khi mà ông Thủ lao đến để vạch mùng đỡ mẹ. Giọng công điền thốt lên: "Mẹ, mẹ ngồi dậy được ạ?" Vừa nói ông Thủ vừa đỡ bà cụ cho ngồi tựa vào đầu giường. Thế nhưng bà cụ hình như không hề bận tâm về hành động của con trai. Hai mắt của bà cụ hao háo nhìn vào mâm cơm với tiếng khào khào vang lên rõ rệt. Vẫn là ba tiếng y như bản nãy: "Cho tao ăn." Mâm cơm vừa được đặt xuống, bà cụ đột nhiên nhào đến, trước con mắt ngạc nhiên của cả ba người. Bà cụ dùng hai tay trần cứ như vậy bốc cơm tọng vào họng. Thịt luộc rau luộc cũng theo những động tác tục tĩu đó liên hồi được nhét vào mồm. Bà cụ ăn như là ma đói, tiếng nhai nhóp nháp phát liên hồi cùng với tiếng hừ hừ như người bị sốt rét không ngừng cất lên. Ba anh em của ông Lâm liếc mắt nhìn nhau, trong lòng của ai nấy đều rối bời vì ba dòng suy nghĩ. Mâm cơm loáng cái đang hít veo, bà cụ ăn no kính bụng rồi lại nằm ngửa, hai tay co quắp trước ngực rồi thở phì phò, hệt như là cảnh trước khi đòi ăn cơm. Ba anh em của ông Lâm ra hiệu cho nhau dọn mâm bát rồi cùng ra ngoài. Thế trên mép mẹ của mình có một hạt cơm thừa, ông Thủ tính đưa tay gạt đi thì bất thình lình cái lưỡi sắm ngắt từ khoang miệng của bà cụ lẻ ra, liếm hạt cơm nghe đánh soạt một tiếng. Ông Thủ cựng người lại vài giây rồi cũng vội vàng theo anh trai và em gái của mình ra ngoài. Ngồi lại với nhau, ông Lâm lặp lại lời nói ban nãy rồi bảo: "Cô Hằng đem mâm đi rửa bát đi, rồi cô thức canh mẹ trước. Giờ tới sáng còn tận 9 tiếng nữa. Ba anh em ta mỗi người thức canh mẹ 3 tiếng. Bây giờ tôi với chú Thủ đi ngả lưng trước." Bà Hằng gật đầu với đề nghị của anh trai. Bà bưng mâm bát đi ra sân, nhắm thẳng đến cái giếng cạnh bờ ao ken đặc bèo Tây. 8 giờ 50 phút đêm, khoảng không gian đen thẫm nút trọn mảnh vườn vì đêm nay không có ánh trăng. Bà Hằng cứ như vậy đi theo con đường nhỏ dải đá, tiến đến giếng nước. Gần giếng đá có một nhà tắm nơi bà cụ Thuấn thường dùng để tắm rửa khi còn khỏe. Bóng đèn vàng vọt trong đó hắt ra ánh sáng yếu ớt, chỉ đủ soi một phần sân giếng và mé ao dập dềnh nước. Hạ cây mâm xuống nền giếng, bà Hằng vội vàng tung cầu và múc lên một cầu nước đổ vào thau, một ít nước đổ vào mâm bát. Kéo cao gấu quần, bà ngồi xuống rồi bắt đầu lấy cái sơ mướp xịt ít dầu rửa chén và kỳ cọ. Tiếng kín kít của bát sành vang lên khe khẽ. Đang lui húi rửa bát, chợt bà Hằng nghe thấy tiếng động như là tiếng cá đớp mồi. Thế nhưng mà định thần nghĩ kỹ, tiếng bóm bóm ấy như là tiếng chân của ai đó đang khỏa nước. Một cảm giác rợn rợn ngay lập tức xâm chiếm tâm khảm của bà. Bà vội dừng tay im lặng dõi mắt nhìn về hướng phát xạ tiếng động. Tiếng tõm tõm vẫn không ngừng vang lên và phát ra từ vị trí gần gốc cây sung nếp, cách chỗ của bà đang ngồi không xa. Thế nhưng mà dù có căng mắt cỡ nào thì chỉ thấy một màn đêm đen thẫm. Xa xa bên kia là hàng rào lau sậy đang lờ mờ xóa bóng và tiếng mít con chó bên vườn nhà ông Thảo đang sục sạo bắt chuột. Bà Hằng ngờ ngỡ cho nên lên tiếng hắng giọng. Đột nhiên tiếng quả nước biến mất. Bà thở phào nhẹ nhõm, cho rằng đích thị đó là tiếng cá đớp mồi, cho nên lại yên tâm ngồi rửa tiếp. Thế nhưng ngay khi bà đang rửa thì lần này ngoài tiếng lõm bõm quả nước vang lên thì lại còn có tiếng của mấy con chó của nhà ông Thảo chu lên từng hồi. Tiếng chó chu ngân dài trong đêm đen làm cho bà Hằng cảm thấy sợ. Tiếng lõm bõm ngày càng gần và đã tiến sát sang bên mép ao nơi bà ngồi không xa. Và khi mép nước dưới bờ ao giật giật,
Bà hoảng hốt đứng bật dậy, mà kệ bọt rửa chén còn ướt đẫm hai tay. Chờ mấy giây cho cảm giác rùng mình qua đi, bà tò mò tiến lại gần, ghé mắt xem thứ quái đàn nào dưới mép ao. Sự ánh sáng lờ mờ ngắt ra của ngọn đèn 40W trong nhà tắm, bà nhận thấy dưới mép nước có một cái nón mê đang dập dềnh, và chắc hẳn dưới đó có con cá nào, nên cái nón cứ giật giật, hết chìm rồi lại nổi. Bực mình, bà hằng nhặt lên hòn đá rồi nhẹ cái nón ném mạnh. Cái nón rách toạc làm đôi, lờ lững trôi về hướng và tấp vào đám lục bình. Bà hằng yên tâm tiếp tục ngồi rửa bát. Thế nhưng khi mà mới trắng bát xong, bà đứng lên tính bê vào bếp thì bất thình lình bà kêu thét lên ngã ngồi xuống đất. Mâm bát văng ra theo nhịp mất đà của bà vỡ tan tành. Bởi lẽ vừa quay mặt lại đằng sau, bà khiếp đảm khi nhìn thấy một gương mặt xanh xao ướt sũng nước đang dí sát mặt của bà. Nghe tiếng hét kinh hoàng của em gái cộng với tiếng sứ vỡ loảng choảng, anh em của ông Lâm hoảng hốt lao ra. Sẽ ánh đèn pin xoay tỏ cả hai thấy bà Hằng đang ngồi co ro bên cạnh giếng. Mặt của bà tái mét, hai mắt trợn trừng, tay co trước ngực với nỗi kinh sợ hẳn rõ trên từng cử chỉ. Ông Lâm gọi mấy lần mà không nghe em gái đáp. Ông phải thật vất vả. Một lúc sau thì bà Hằng mới hoàn hồn. Ngay khi thần trí đã hoàn lại, bà Hằng vội vàng rú lên, ôm chầm lấy anh trai. Toàn thân của bà run lên cầm cập, hơi thở tắc nghẹn hồn hển như mới chạy một quãng đồng rộng. Ông Lâm vội đẩy em gái ra rồi sốt sắng hỏi: cô làm sao thế? Sao đêm hôm còn gào ầm lên? Làng xóm nó lại tưởng nhà mình có chuyện. Anh ơi, em sợ lắm có ma anh ạ. Cô bảo cái gì có ma? Bà Hằng run lập cập hoảng sợ kể về những chuyện vừa trải qua, mà kể gấu quần đã ướt sũng vì xón đái. Nghe em gái thuật lại rành rọt từng chi tiết, ông thủ vội soi đèn pin lại chuông hàng dừa. Ngay lập tức ông cười rồi bảo: ma đâu mà ma, có quả bóng bay nó in hình Tôn Ngộ Không của cái đứa nào nó đứt dây nó bay vào vườn nhà mình. Cô cứ giỏi tưởng tượng đấy. Thế còn ngồi đó làm cái gì, vào nhanh lên, muỗi đốt chết anh rồi. Bà Hằng khiếp đảm nhìn về hướng ấy thì quả thần thấy một quả bóng bay đang lập lờ bên cạnh gốc cây dừa. Quả bóng in hình Tôn Ngộ Không với gương mặt quắt queo. Vậy mà trong đêm tối trời bà lại tưởng tượng thành gương mặt xanh xao súng nước. Cơn hoảng sợ đi qua, bà vội vàng đứng dậy thu vén đống bát vỡ, đem liệng luôn xuống ao rồi vội vàng trở vào trong buồng thay nhanh quần áo. Đi sóng đôi cùng em trai của mình, ông Lâm hất hàm rồi bảo: mày chú đi mua dây điện lắp thêm cái bóng, đừng ra đây trơn trượt và khó đi. Lại tối thế này đúng là nguy hiểm. Thôi nhanh vào ngả lưng đi, đêm còn trông mẹ. Ông Thủ gật đầu đồng tình rồi cùng anh trai rảo bước bước lên nhà trên. Lúc đó thì ở mép ao tù, hai mảnh nón mê ban nãy rách lìa, bây giờ đột nhiên giáp lại một hồi rồi chìm sâu vào đáy nước. Có tiếng cú mèo kêu lên khản đặc trước khi mất hút, trả lại màn đêm thâm u và tiếng ếch kêu lên ộp ạp đến ma mị. Đêm thứ năm trôi qua như vậy, cho đến sáng ngày thứ sáu, đám anh em của ông Thủ đang bàn giao việc trông mẹ lại cho bà Hạnh cùng một bà thím thì đột nhiên có chị Nhẫn đi vào. Chị Nhẫn này chạc tuổi con dâu của ông Lâm và chỉ có một đứa con trai tên là Thám, chạc tuổi thằng Hùng cháu nội của ông. Nghĩa là năm nay đều đã lên 8. Hai thằng bé chơi với nhau từ nhỏ và đến giờ vẫn tỏ ra quấn nhau lắm. Lúc ấy đám người của nhà ông Lâm đang ngồi bàn bạc thì nghe tiếng gọi từ cổng vào. Cả đám vội vàng ngó ra. Ông Thủ lúc này lẩm bẩm: đứa nào mà nom như con Nhẫn và thằng Tâm ấy nhỉ? Nét xong thì chị Nhẫn cũng đi vào đến sân. Mới thấy đám người trong nhà, chị Nhẫn đã nhanh mồm rồi bảo: cháu chào các bác, cháu Nhẫn đây à. Các bác cho cháu hỏi thằng Thám nhà cháu có sang đi chơi với thằng Hùng không à? Tiên sư nó chứ mới mảnh mắt ra, đã không thấy mặt mũi của nó đâu rồi. Bà Hành liền đỡ lời: không cháu ạ, thằng Hùng nhà bác nó còn ngủ ở ngoài nhà, có vào đây đâu mà chơi với thằng Thám. Chị Nhẫn nổ lên rồi bảo: thế cụ đỡ bệnh chứ các bác? Tôi qua vợ chồng cháu ở Nam Định về muộn quá không có sang được, nên nhân đây cho cháu vào chào cụ một câu. Cụ đang nằm ở trong buồng đấy.
Nhẫn nhanh chân tiến vào trong buồng hỏi thăm cho vẹn nghĩa xóm làng. Vừa vén tấm di đô lên và đặt một chân vào bên trong, chợt Nhẫn rùng mình vì không khí trong buồng lạnh toát. Cảm giác bàng hoàng còn chưa qua đi thì Nhẫn đột nhiên kêu ré lên, ngã ngồi ra đằng sau với một nét mặt khiếp đảm. Bởi lẽ khi ngó mặt vào bên trong tấm màn trắng đục, Nhẫn tá hỏa tam tinh, tưởng mình vỡ tim mà chết. Vì đầm vào mắt của Nhẫn bên trong bụng là bà cụ Thuấn đang chống hai tay ngược lên đầu. Bụng của bà ướn lên cong cong như là con tôm. Ngay khi vừa chạm mặt nhau, bà cụ Thuấn đột nhiên trợn trừng mắt nhìn Nhẫn và khoang miệng ngoác ra để lộ ra hàng lợi thâm sỉ cùng với mấy cái răng cải mà vàng vọt. Lưỡi của bà cụ vắt qua một bên, nhớt dãi thòng lòng kéo tư xíu xuống. Quên cả việc mình đến đây để làm gì, Nhẫn buồn rùn chân tay bám víu vào bờ tường lùi lại. Chân của Nhẫn vấp vào bậc ngăn cửa buồng, mất đà ngã lăn ra. Tiếng kêu gào thê thảm cũng vang lên ngay khi ấy. Đám anh em của ông Lâm đang ngồi nói chuyện bị tiếng rú của Nhẫn làm cho giật mình. Cốc trà nóng vừa kê lên miệng của ông Thủ bị tiếng hét làm cho tuột tay rơi xuống, bắn vào bắp đùi bỏng rát khiến ông la lên oai oái. Cả đám hái hùng nhìn sang Nhẫn, thấy Nhẫn đang co rúm người ôm đầu nép vào bờ tường. Ông Lâm vội lao lại lay lay. Nhẫn à, cháu sao vậy Nhẫn? Bác Lâm ơi, có con quỷ gớm ghiếc đang nằm trên giường, nó mới ngoác miệng cười với cháu. Đám anh em của ông Lâm thẳng thốt ngó vào trong buồng. Cả đám ngơ ngác khi vẫn thấy bà cụ nằm ngủ ngon lành, bộ ngực vẫn phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Ông Lâm thay đổi sắc mặt, ông nhìn Nhẫn bằng một ánh mắt gườm gườm rồi lên tiếng. Cái con này ăn nói linh tinh, mẹ ta đang nằm ngủ mà mày nỡ bảo là quỷ. Mẹ á khẩu nó vừa thôi chứ. Ôi bác ơi, cháu nói thật mà. Cháu vừa định hỏi thăm cụ thì thấy cụ uốn cong người như con tôm. Đã vậy cụ còn ngoác mồm lẻ lưỡi. Bác à, người thì là cụ đấy, thế nhưng mặt là mặt đàn ông. Cái mặt ấy khô gầy hay mắt trợn lên, nét mặt nhìn kinh lắm. Nghe Nhẫn nói trong làn nước mắt, đám anh em của ông Lâm nghi hoặc nhìn nhau. Riêng bà Hạnh thì lại sừng nhớ đến việc hôm qua trong đầu của bà, không ngừng đặt ra câu hỏi. Tại sao cả con dâu của bà và con Nhẫn nàng xóm đều khẳng định có người đàn ông trong buồng? Thái độ và phản ứng của cả hai đều không có điều gì vui vẻ. Bà Hạnh lúc này len lén nhìn vào trong buồng, mẹ chồng của bà thiêm thiếp trong giấc ngủ. Liệu có điều gì bí ẩn đang xảy ra ở đây? Bà Hạnh lắc đầu không dám nghĩ thêm nữa. Bà vội vàng dìu Nhẫn đứng lên rồi trấn an. Nhà mày nhìn gà hóa cuốc đấy. Thôi về đi cho cụ còn ngủ, đừng có nó ăn nói linh tinh như vậy nữa. Sáng rành rành thế này ma quỷ nào vám vào nhà, chắc là mày mệt rồi. Thôi để bác dìu mày về. Dìu Nhẫn dần đến ngoài cầm. Khi thấy đã sang nhà chính, bà Hạnh vội kéo tay của Nhẫn ra một góc rồi thẳng thốt. Giờ ở đây chỉ có mỗi bác với mày, mày phải nói thật. Có thật là mày thấy gương mặt đàn ông trên giường không? Bác ơi cháu thề mà, cháu nói sai ra đường sẽ cán chết. Ngần này tuổi đầu rồi, lần đầu tiên cháu thấy sợ như vậy. Là thật đấy bác ạ. Thiếu gì việc ma quỷ mượn xác người phàm rồi nhập vào quấy phá gia chủ đâu. Cháu sợ lắm, thôi cháu về đây. Nói rồi Nhẫn tất tả đi như chạy. Ngó theo dáng đi rất vội ấy, mối nghi ngờ trong lòng của bà Hạnh đã hoàn toàn bị dẹp bỏ. Ở làng này ai còn lạ gì Nhẫn, rồi là đàn bà nhưng tính cách của Nhẫn như đàn ông ăn to nói lớn. Có đám trong làng còn trêu chọc thị là con gái trong. Hai từ đó đủ để khắc họa tính cách mạnh mẽ như đấng mày râu của Nhẫn. Vậy mà hôm nay lần đầu tiên bà Hạnh thấy một kẻ cứng cỏi như Nhẫn sợ đến líu cả lưỡi. Vậy ắt hẳn là bản thân của thị thực sự gặp phải một cảnh tượng kinh hoàng. Và nỗi kinh hoàng ấy phải lớn lắm mới có thể đả kích tâm lý của thị một cách ghê gớm như vậy. Bà Hạnh nuốt nước miếng đánh ngực không dám nghĩ thêm, vội vàng đi vào. Vừa đến sân cũng là lúc chồng của bà cùng hai người em đi ra. Ông Lâm lúc này dặn vợ: mẹ đang ăn được, bà cứ nấu sẵn cơm canh đi. Khi nào mẹ đòi ăn thì chỉ việc hâm nóng lên. Tôi về nhà nghỉ ngơi, chiều tôi vào sớm để cho bà còn về cám bã lợn gà. Bà Hạnh gật đầu xong, tâm trí đang để ở nơi khác. Bà chậm chậm đi vào nhà rồi ngồi xuống bàn nước. Mặc cho bà thím họ hỏi gì cũng không đáp.
Chiều hôm đó sau khi cho mẹ chồng ăn xong, hai tím cháu của bà Hạnh cũng bảo nhau ra cái chiếu hoa, chạy ở góc nhà nằm ngả lưng. Gió trời man mát sộc vào từ cửa sổ hậu viên, đưa theo một hương hoa bưởi ngan ngát. Giấc ngủ rất nhanh tìm đến với hai thím cháu. Được một lúc khi mà đang thiếp ngủ đi, bỗng nhiên bà thím giật mình khi ngửi thấy một mùi gì tanh tanh như bùn non. Thứ mùi kỳ lạ đó nặng đến mức át đi mùi hương bưởi nồng nàn, làm cho bà thím nhăn mày nhăn mặt. Bà ngồi bật dậy, hai mắt trợn trừng với vầng thái dương lấm tấm mồ hôi. Thấy cháu mình đột nhiên như trở thành một người khác, bà thím bàng hoàng đưa tay lên sờ trán cháu mình rồi kiểm tra. Hạnh, mày làm sao mà rét run cầm cập như vậy, trúng gió à? Bà Hạnh run rẩy nhìn vào trong buồng rồi lại nhìn thím của mình nói như sắp khóc. Cháu mơ sợ quá thím ơi. Cháu mơ thấy có người đàn ông nào đi từ trong buồng ra. Ông ta đội nón mê sùm sụp, toàn thân ướt sũng và dính đầy bùn đất. Cháu hoảng sợ quá nên vùng dậy. Bà thím vốn là một người nhát gan, nghe cháu của mình kể rồi cũng sực nhớ đến mùi bùn non mới người thấy, làm cho bà không khỏi kinh khiếp. Dẫu vậy, để trấn an bản thân cũng như cháu của mình, bà thím vẫn làm bộ cứng cỏi rồi nói: mày bận trăm công ngàn việc, đêm thức làm đậu phụ, ngày lại chăm mẹ chồng nên cơ thể mệt mỏi, sinh mộng mị thôi. Tao đây này, tao cũng nằm mơ suốt đấy. Thôi dậy đi, sẽ đem chăn màn gầu bà cũ đi giặt đi, nhanh đi trời còn đang nắng. Bà Hạnh cũng cho rằng mình gặp ác mộng cho nên tặc lưỡi đứng lên. Trong giây phút đó bà lại thầm trách con dâu và cả con nhẫn hàng xóm, làm cho bà nghĩ ngợi đến việc nằm mơ. Bên trên giường bà cụ Thuấn vẫn còn nằm im, hai mắt nhắm nghiền với đôi tay co quắp trước bụng. Nhẹ nhàng ôm đống chăn màn ra sân giếng, vừa vung cầu múc nước thì có tiếng mở cổng lạch cạch vang lên. Hai thím cháu của bà Hạnh ngó ra xem người tới là ai và nhận ra đó là con dâu của bà Hạnh, chị Nhàn. Nhàn dựng chân chống xe ở sân, đi vội vào nhà, thế nhưng nghe tiếng của bà chồng gọi cho nên tất tà đảo chân ra xiên giếng. Chỉ cái túi ni lông bên trong có mấy gói thuốc tây, Nhàn lúc này nói: con chào bà, con chào mẹ. Bà với mẹ đang giặt chăn đấy à? Mẹ quên thuốc đau dạ dày ở nhà cho nên con đem vào đây. Thế mẹ nghỉ tay vào nhà uống đi không qua bữa. Bà Hạnh lúc này mỉm cười: đấy, qua bận quá cho nên mẹ cứ quên. Thì tím vỏ hộ ở cháu tí nha, cháu vào uống thuốc của cháu lại ra. Bà thím vui vẻ gật đầu tiếp tục giặt, trong khi mà mẹ con bà Hạnh đi ngược lên nhà trên. Vừa đi Nhàn vừa thì thầm hỏi mẹ: mẹ ơi, từ sáng đến giờ mẹ có thấy gì lạ không? Không, bà vẫn ăn ngủ bình thường. Thế nhưng mà con điều lạ là bán rất khỏe. Cái thố cơm để có ngọn với bát rau luộc cùng với 5 con cá rô rán, thế mà bà đánh sạch đây. Đã vậy là còn đòi ăn thêm. Mẹ sợ bà đói cho nên tính nấu thêm cơm, thế nhưng mà thím Sương ngăn lại vì sợ bà vỡ bụng mà chết. Nhàn khẽ khẽ gật đầu rồi theo mẹ của mình vào trong nhà. Hai mẹ con mới bước qua bậc cửa thì bên trong buồng ngủ nơi bà cụ Thuấn đang nằm chợt vang lên tiếng nhèm nhép như tiếng người ta nhai cơm. Cả hai giật mình tiến lại để xem. Vừa ngó mặt vào, cả hai á khẩu khi thấy bà cụ đang nằm im, tiếng ngủ vẫn đi hệt mọi ngày. Thế nhưng thứ làm cho cả hai hoảng sợ, đó là bên trong miệng của bà cụ có thứ gì đó thò ra, hệt như một mảnh vải. Lấy hết can đảm tiến lại gần giường, bà Hạnh thò tay cầm cái vật ấy rồi kéo nhẹ. Một mùi thối khắm của đờm rãi xộc ra. Và khi rút hết cái quái đản đó trong miệng ra, thì quả thật đúng như bà Hạnh đoán. Đó là một mảnh vải màu tím dài gần 3 găng tay và rộng cỡ 2 ngón tay. Trái với nỗi hoang mang của mẹ chồng, trong lòng của bà Nhàn là một nỗi khiếp sợ cao hơn mấy lần. Bởi lẽ không khó để cô nhận ra mảnh vải này giống hệt mảnh vải cột ở cái nón mê mà cô đã thấy múc ở giếng lên. Cái nón mê đã biến mất chỉ trong tích tắc đêm đó. Bà Hạnh đem mảnh vải gớm ghiếc ấy đi vất đi mà không hề nhận ra nỗi kinh sợ trong đôi mắt của con dâu. Vất xong rồi bà cũng nhanh chóng đi lại giếng, lấy xà phòng rửa tay cho thật sạch vì thứ mùi khắm đó quá kinh khủng. Lưng ngó lên nhà trên đã thấy con dâu lọc cọc đạp xe về. Bà Hạnh không ngừng thắc mắc về mảnh vải quá đản đó, thế nhưng không thể nào lý giải. Đêm thứ bảy nối tiếp là một đêm trăng sáng vằng vặc.
Suốt cả ngày hôm nay bà cụ Thuấn lại trở lại tình trạng như ba đêm đầu tiên. Ấy là bà cụ không ăn uống được gì. Và cứ tầm 3 giờ sáng, bà cụ lại gào giống lên để đánh động con cháu. Hễ hồi tỉnh là bà cụ sợ xanh mặt, hai hàm răng va vào nhau lách cách. Ngày thứ 8 trôi qua hệt như ngày thứ 7. Tinh mơ gà gáy đang nghe bà cụ rên rỉ vì đau đớn. Miệng luôn mồm lẩm bẩm và thinh không những câu không đầu không đuôi. Tha cho tôi, đau quá đừng đánh nữa, cứu mẹ, đau quá trời. 3 giờ sáng đêm thứ 8 tiếp tục diễn ra, trong không khí căng như dây đàn. Đêm nay bà cụ tiếp tục nói những câu vô nghĩa. Tôi giết đây, xin tha cho tôi, đau lắm trời ơi. Rồi lại gồng người như đang chịu tra tấn. Bên mép của bà cụ ộc ra một dòng máu tươi, hiện đang nom cực kỳ thê thảm. Mặt của bà cụ nhợt nhạt, hai mắt trợn trừng nhìn lên đỉnh màn, rồi cứ như vậy quằn quại từng cơn. Tiếng rên rỉ đau đớn, mùi máu mủ lẫn trong không gian chật hẹp, làm đám đông anh em ông Lâm càng thêm quặn ruột. Cho đến ngày thứ 9 nằm liệt giường liệt chiếu, bà cụ Thuấn đã xuống thấy rõ. Nằm vật vã trên giường với một đôi mắt long sòng sọc, bà cụ cất lên những tiếng cầm gừ để quái đàn. Hai bàn tay khô gầy chưa xương nắm lấy cái chiếu hoa. Người của bà cụ gồng cứng, cơ mặt đanh lại, bọt dãi chảy đầy bên mép. Chỗ vết thương nơi đỉnh đầu được quấn băng bằng lớp băng trắng. Máu mủ theo đó mà rỉ ra, bốc lên một mùi tanh nồng. Thứ mùi hôi hám đó gặm cơn gió nồm tháng 8, không cách nào tan loãng đi được. Phương hình chung làm cho căn buồng chật chội nơi bà cụ nằm chờ chết thêm phần bức bách. Ngồi bên cạnh giường mẹ, bà Hằng lúc này khóc ngần ngặt, đưa bàn tay và nắm lấy cổ tay chưa xương của mẹ mình. Đứng ngay bên đầu giường, đám con trai của bà cụ lo lắng nhìn nhau. Sắc mặt của ai nấy đều dấy lên một nỗi sợ hãi vô hình. Sự không ai nói ra, thế nhưng mà sự hoang mang ấy vẫn bày rõ trong từng ánh mắt. Nằm trên chiếc giường chất ọp ẹp, bà cụ rên rỉ bằng thứ âm thanh khào khào tắc nghẹn. Đôi mắt vẫn dõi đăm đăm về đám con cháu như mang đầy thù hận. Đang đứng chôn chân tại chỗ, đột nhiên có tiếng ai đó hắng giọng từ ngoài ngõ. Ông Lâm cùng ông Thủ vội vã đi ra. Người tìm đến hôm nay là một ông cụ lạ mặt, độ chừng ngoài 90, song tướng đi nhanh nhẹn, cử chỉ khoan thai, râu dài tới rốn. Tóc của ông cụ búi cổ hành bạc trắng như cước, trên thân diện bộ đồ tối màu như là một nhà tu hành kham khổ. Ông Lâm tiến hẳn ra sân, theo phép lịch sự bèn chào hỏi. Chào cụ, xin hỏi cụ tìm ai? Ông lão thấy anh em ông Lâm thì giờ giọng thâm tình, hệt như hai bên đã quen biết nhau từ trước. Chà, thằng Thuấn còn đã lớn thế này hả? Đầu hai thứ tóc rồi đấy. Phải rồi, lúc tao rời làng đi thì mày còn để chóm. Thế thầy bu mày đâu vẫn khỏe chứ? Mấy chục năm nay tao mới về lại làng, hỏi thăm thì biết thầy bu mày vẫn sinh sống ở đây. Ta là tao cứ sợ không ăn được hạnh ngộ cố nhân. Vâng thưa cụ à, quả thật anh em cháu không có nhận ra cụ là ai. Bố cháu thì đã mất lâu rồi, còn mẹ cháu đang đổ bệnh nặng nằm trong buồng à. Ông cụ ồ lên một tiếng rồi thùng thẳng vút sâu. Tao là Nam, sinh thời mọi người hay gọi là ông Cóc, vì dạo trước tao có lập điện thờ trên cây gò ông Cóc. Thầy cô mày mất rồi hả? Chưa mắt mới còn đây mà sao đã ra người thiền cổ. Đúng là đời người nhanh như một cái phủi tay. Người già người chột, rắn già rắn lột vào hang. Âu thì cũng là cây số. Anh em mày đừng có buồn. Thế bu mày trong buồng hả? Để tao vào xem bu mày còn nhận ra không. Sao ở làng ngài chính tao mối lái thầy mày lấy bu của mày ấy. Giờ mới có ai chúng mày ngồi đây. Nói rồi ông cụ đứng dậy. Anh em ông Thủ cũng thuận đã đứng lên, rồi mời cụ vào bên trong buồng thăm bệnh. Mới bước qua cửa buồng, ông cụ đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ông cụ nhìn thẳng vào giường nơi có bà cụ Thuấn đang nằm rên xiết bằng một ánh mắt hồ nghi. Vội vàng tiến đến giường, ông cụ đưa tay vạch đồng tử của bà cụ Thuấn rồi giật mình. Trưng con mắt ngạc nhiên của đám anh em ông Lâm, ông cụ lúc này hỏi rất gấp. Ngôi miếu đó đâu? Thưa cụ, chẳng hay cụ hỏi ngôi miếu ở mé bờ ao về không? Phải, ngôi miếu bên trong có một con kỳ lân bằng đá, nó đâu? Dạ bẩm cụ,
Cơn bão tháng trước quật đổ cây dừa, vô tình làm ngôi miếu nó vỡ toác. Còn với chú thủ đây thì nó vỡ rồi, cho nên bảo nhau phá nó đi. Mà có chuyện gì vậy cô? Ông cụ bày ra một nét mặt thất thần, ngửa mặt lên trời rồi than. Ra cớ sự này, ông cũng là nghiệp báo thôi lão Thuấn ơi. Giữa ông cụ ho lên một tràng. Mấy giây sau cơn ho, ông cụ hối cả ba anh em ông Lâm ra bên ngoài. Ngồi bên chén trà còn đang bốc khói, ông cụ bắt đầu thuật lại những biến cố kinh hoàng, những sự thật gây tởm đến mức tắng tận lương tâm từng diễn ra hơn 70 năm về trước. Theo dòng cây trầm khàn, ký ức thâm đẫm máu tanh được vạch ra sống động như một thước phim quay chậm. Hơn 70 năm về trước, bà Thuấn về làm vợ ông Thuấn khi bố mẹ chồng đều đã vãng sanh. Dạo ấy giặc Pháp còn đe dọa giày xéo dân tộc ta. Dù sinh ra trong thời chiến loạn, song gia đình của ông bà Thuấn thuộc tầng lớp địa chủ, giàu sang không sao kể xiết. Ngôi nhà ông bà Thuấn nằm cập mé ao. Quanh cái ao ruộng ba sào đất này còn hơn 20 nóc nhà xây cất, tính ra thì cũng có đến hơn 100 nhân mạng. Và trong số đó thì chỉ có duy nhất gia đình của ông bà Thuần là dư thừa của ăn của để, trong nhà nuôi cả hai đứa hậu gái. Hôm đó là một buổi trưa ngày nắng cháy, dân quanh cái ao mới ăn cơm chưa xong thì nghe tiếng chân người chạy bình bịch trên lòng đường cùng tiếng súng nổ rát tai. Đám người này trong số đó có cả ông bà Thuấn, nghe tiếng động cho nên ngó ra. Thế một ông lão gánh hai cái thùng mật đang chạy bắn sống bắn chết. Dân quanh đây không có lạ gì ông lão này, vì đã quá nhiều lần ông ta gánh hàng qua đây. Khốn nạn thay, cơn bão lớn làm cho con đường qua đoạn này bị sạt lở nghiêm trọng. Lâm vào đường cụt. Ông bán mật vội quỳ xuống, chắp tay lại đám người đứng quanh bờ ao đang trố mắt nhìn mình. Rồi trong chớp mắt, ông quăng hai cái thùng nặng nề xuống ao và bản thân của ông cũng nhào xuống. Thoát cái cả người và gánh hàng đều khuất vào trong đám lục bình rậm rạp. Được 10 giây sau thì tiếng xe ô tô rầm rập chạy đến, hai chiếc xe phanh khít lại vì gặp đường cụt. Từ xe thứ nhất bước xuống hai thằng quan Pháp môi đỏ da trắng, râu ria xồm xoàm. Ở xe thứ hai thì có 8 thằng lính súng ống sáng lòa, cùng với một thằng khác mặc đồ tối màu, đầu đội mũ trùm kín mít, chỉ thò ra hai con mắt. Xem vóc dáng ấy đích thị là một thằng Việt gian. Một thằng quan Pháp thét gì đó, ngay lập tức thằng Việt gian kêu dịch ngay: "Chú mày có thấy lão già nào gánh hàng mới chạy qua đây không? Khai ra được thì tao thưởng cho 50 đồng Đông Dương, nhưng bằng che giấu thì xử bắn cả nhà." Dân quanh cái ao vô cùng căm ghét đám giặc cướp nước này, lại thương ông bán mật hiền lành cho nên lắc đầu tỏ vẻ không biết. Duy chỉ có vợ chồng ông bà Thuấn tuy ngoài mặt tỉnh bơ, nhưng hai bàn tay ngấm ngầm ra hiệu chỉ xuống ao. Thập Việt gian vốn là một tên cáo giả, theo ám hiệu đó hắn thét lính xả súng xuống ao. Từng tiếng nổ chất chúa vang lên. Mấy giây sau ông bán mật chết nổi lình bình. Lính Pháp chụp vớt hai thùng mật lên thì thấy bên trong toàn là súng ống. Theo lệnh tên quan Pháp, đám lính đem xác của ông bán mật treo lên cành cây sung rồi bỏ đi, không quên thưởng cho ông bà Thuấn 50 đồng Đông Dương như đã hứa. Sau khi biết rõ bộ mặt tàn ác của đôi vợ chồng hàng xóm, dân quanh cái ao đó cự tuyệt quan hệ. Nhưng nợ âm thì đâu dễ dàng như vậy. Ông bà Thuấn dạo đó có đứa con trai đầu lòng tên là Biển. Thằng Biển năm đó lên hai, to béo mập mạp, ăn rất khỏe. Vì là con đầu trong nhà cho nên ông bà Thuấn hết mực cưng chiều. Ông bà cắt hẳn một đứa hầu gái làm nhiệm vụ chăm sóc cho thằng Biển. Vậy là vào một ngày u ám tròn 49 ngày từ khi ông bán mận bị sát hại, đến lượt thằng Biển chết nổi ở ao. Hôm đó ông bà Thuấn có việc lên chính quyền sở tại, nhà chỉ còn một đứa hầu gái cùng thằng Biển. Đứa hầu gái mới chỉ rời mắt có mấy giây và bỏ đi tiểu. Vậy mà chẳng hiểu thế nào thằng bé lại sẩy chân xuống ao. Từ lúc phát hiện ra cậu chủ mất tích cho đến khi thấy cái xác nằm lềnh bềnh dưới ao, đúng chỗ 49 ngày trước ông bắn mật chết, vòn vẹn có vài phút đồng hồ. Thế cậu chủ đã biến thành một cái xác không hồn. Đứa hầu gái sợ quá trốn biệt đi. Mà đến khi dân trong xóm đi qua mới phát hiện. Nghe ông cụ kể đến đây, anh em ông Lâm há mồm nhìn nhau. Bà Hằng run rẩy: "Thưa cụ,
Không phải anh Biển nhà cháu chết vì bệnh thật như bố mẹ cháu vẫn kể sao? Ông cụ lắc đầu thở dài. Lùng vuốt cái xác lên thì thấy cả người thằng bé đang lạnh ngắt, xiết cẳng chân còn giấu năm ngón tay đen sì, hệt như có ai đó túm cổ chân kéo xuống vậy. Ông bà Thuấn lúc này biết là con của mình bị ma quỷ làm hại, cho nên đã bắt đầu biết sợ. Khi mới tìm đến điện thờ của tao để xin nhang khói, sau đó tao phải lập một cái miếu chấn vong ở sát mé ao. Này miếu đã bị anh em chúng mày đào đi, vong quỷ đó nhất định tìm về. Bạn ấy khi mà xem đồng tử của bố chúng mày, tao thấy có một tia khí âm còn sót lại, chứng tỏ là vong quỷ này đã nhập vào xác của bố chúng mày. Đám anh em ông Lâm sợ quá vội quỳ xuống xin cụ cứu giúp. Cụ già thở dài lệnh cho đám anh em của ông Lâm chuẩn bị một đàn cúng, gồm đầy đủ nhang đèn dầu gạo, rồi trực tiếp cụ là người đứng ra cúng tế. Cúng liền 3 ngày đêm và xây dựng ngôi miếu khác lên xong, cũng là lúc bên trong buồng bà cụ Thuấn thổ huyết mà chết. Bà cụ chết mặt mày nhăn nhúm, dáng hình có cóp nom rất khổ sở. Có lẽ nghiệp âm còn đeo bám mãi đến tận lúc này mới chịu buông tha. Sau tang lễ 3 ngày, cô già kia cũng xin cáo lui, lại cẩn thận dặn rằng không thể để ngôi miếu đó bị tổn hại, nếu không nghiệp âm sẽ còn đeo bám đến khi nào gia đình bị tuyệt tử tuyệt tôn. Cô già bảo rằng ngoài vong hồn ông bán mật, cái ao này còn là nơi phù sắc của không ít người, tất cả đều từ trò chỉ điểm ác ôn của ông bà Thuấn năm xưa gây nên. Mảnh đất đó sau này ông Lâm trực tiếp bỏ lại hương lửa cho gia tiên và chăm sóc vườn tược. Nơi mé ao ngay sát sân giếng đã được ông cho xây thành hàng rào cao, ngăn cách và ngôi miếu quanh năm đỏ lửa không bao giờ ngớt. Bẵng đi 3 năm sau, cuộc sống cứ như vậy yên ả trôi qua. Sự việc kỳ dị về oan hồn nơi ao bèo là bí mật riêng chỉ anh em trong nhà ông được biết. Theo thời gian, sự việc ma ám đã dần trôi vào quên lãng theo vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Cho đến một ngày nọ, tròn 5 năm kể từ khi bà cụ Thuấn mất, thằng cháu trai thứ hai của ông Lâm đang chồng đít chơi đánh bi cùng đám bạn thân là thằng Thuật, thằng Đán ở trong vườn. Săn bồng đang đói lại thấy nải chuối chín, ông nội của nó cúng ở chỗ cái miếu còn nguyên. Thằng bé liền hò đám thằng Thuật lại gần rồi vật chuối chia nhau ăn. Tiện lúc mắc tiểu, mấy thằng ôn con hỏi nhau đái luôn lên ngôi miếu, làm cái bát hương ướt đẫm và bốc mùi khai nồng nặc. Đang sung sướng giải tỏa nỗi buồn thì thằng cháu nội của ông Lâm dùng mình quay lại rồi tò mò. Không, các bà tìm ai? Ông bà cháu ở nhà trên. Người đàn ông đầu đội nón, vai gánh gánh hàng, theo sau là mười mấy bóng người mặc đồ tối màu đang đứng trong màn sương mỏng. Mấy giây sau, cả đám lầm lũi tiến lên nhà trên, mất dạng sau cánh cửa chính. Sự việc trùng tang của gia đình ông Lâm xin được kể ở phần tiếp theo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.